Rồi hôm nay mình làm video cách giải phẫu sinh lý bò nghe anh em. Cái đường sinh sản đây là cổ của tử cung bò mang thai nghe anh em. Đó thì bò mang thai cổ tử cung nó nở, sừng tử cung nở rất là to nha. Đó mình sẽ quay tiến hành mổ cái sừng tử cổ tử cung. Đó, từ cổ tử cung vô có nhiều nắc nghe anh em. Đó, cái dịch đây. Thì con bò này mang thai khoảng 4 tháng tuổi nha anh em. Đó, những cái nắc cổ tử cung. Đó, thì một bên sừng tử cung nha. Một bên sừng tử cung thì chứa ở bên trong thì chứa chắc rất nhiều rồi, chắc các dịch lỏng nha anh em. Đó, gạch sâu bên trong. Khi mang thai thì sừng tử cung nó rất là lớn, rất là mềm bên trong nha, chứa những chất dịch để nuôi dưỡng bào thai. Đó. Lên sừng tử cung ở đây là không có thai nha anh em. Đó, thì tiến hành qua sừng tử cung phía bên phải. Đó, sừng bên đây thì chứa bào thai nha anh em, bào thai khoảng 4 tháng tuổi. Đó, những cái núm nuôi dưỡng bào thai đó nha, mới hình thành thôi. Đó, mổ bào thai cho các em cùng xem. Đó thì gạch cái bào thai ra nha. Đó thì con bò con nằm đó nghe anh em. Đó, 4 tháng tuổi. Đó.